Cứ mỗi cuối năm đến sự kiện tuyên quang đại thưởng, biển đỏ của người hâm mộ thứ 9 đều được nhắc lại như một huyền thoại của showbiz. Đây là một minh chứng tình cảm giữa người hâm mộ và thần tượng bảo vệ lẫn nhau. Khi 8 giây biển đỏ của Tiêu Chiến một lần nữa lọt vào top tìm kiếm nóng, vô số người hâm mộ đã than thở về sự kỳ diệu của việc Tiêu Chiến trở lại làng giải trí. Có rất nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí bị tấn công internet và không phân biệt về giới tính, nhưng chưa có nghệ sĩ nào phải chịu sự tẩy chay bừa bãi suốt 10 tháng như Tiêu Chiến. Và cũng chưa có nghệ sĩ nào được đón nhận sự kiện trở lại hoàn tráng như Tiêu Chiến. Và lúc đó Tiêu Chiến bị người khác ghét đến mức nào? Đến mức người hâm mộ của Tiêu Chiến sẽ bị truy đuổi và chặn lại nếu nhắc đến thân phận người hâm mộ của mình ở bên ngoài. Nhưng dù vậy, người hâm mộ vẫn sẽ kiêu hãnh nói với mọi người rằng họ là người hâm mộ của Tiêu Chiến. Và trước đây có một bức tường reality phi nghệ thuật mà ai cũng có thể vẽ tùy ý. Tuy nhiên, chỉ vì người hâm mộ của Tiêu Chiến đã vẽ và cầu nguyện cho Tiêu Chiến nên đã bị lan truyền là tin đồn và vẽ bậy. Nhưng hiện tại, Gucci chỉ vẽ cho một mình Tiêu Chiến trên bức tường reality phi nghệ thuật, bức tường trên toàn thế giới. Và có một thời gian, người hâm mộ của Tiêu Chiến đi xem trình diễn pháo hoa bằng máy bay không người lái và được đồn đại là tụ tập gây cản trở nghỉ ngơi. Sau đó các kênh tin tức dùng những từ ngữ hình ảnh để đưa tin về việc tụ tập của người hâm mộ Tiêu Chiến. Nhưng hiện tại thương hiệu Ralph Lauren ở Singapore, đất nước chỉ cho phép 2 lần một năm được bắn pháo hoa. Họ đã bắn pháo hoa để chào mừng Tiêu Chiến. Mọi người đều rất sửng sốt khi chứng kiến 8 giây biển đỏ của Tiêu Chiến. Và khi anh ấy bước lên sân khấu với những bước đi thiếu tự tin, anh ấy cũng đã cố gắng tìm kiếm người hâm mộ của mình. Ngay lúc đó, ánh mắt của anh ấy hơi cụp xuống và cả khán phòng im lặng. Biển đỏ bắt đầu sáng bừng lên từng chút một về ánh sáng đỏ, nối các chấm thành đường và nối các đường thành khuôn mặt. Chỉ trong 8 giây, ánh sáng đỏ chiếu vào mắt Tiêu Chiến thật bất ngờ. Vì vậy, Tiêu Chiến mím môi như một đứa trẻ cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống. Anh ấy cảm thấy rằng mình giống như một người cuối cùng đã nhìn thấy những người có thể hỗ trợ mình. Và cuối cùng, Tiêu Chiến kết thúc màn trình diễn của mình dưới ánh đèn biển đỏ và rời sân khấu. Nhưng ngày hôm đó, mọi người đều biết rằng Tiêu Chiến đã thể hiện sự trở lại của mình theo cách riêng của chính mình. Và người hâm mộ của Tiêu Chiến đã bày tỏ sự trở lại của họ. Và bây giờ khi thời điểm đến năm 2023 đã 3 năm trôi qua kể từ khi biển đỏ 8 giây, người hâm mộ đã buông bỏ nỗi tuyệt vọng vào năm 2020. Và một số người bị sốc trước biển đỏ 8 giây của anh ấy. Sẽ không bao giờ có một nghệ sĩ nào trong làng giải trí trong nước có được địa vị và lòng trung thành của người hâm mộ như Tiêu Chiến. Và cũng sẽ không có một nghệ sĩ nào có thể ở vào hoàn cảnh của Tiêu Chiến mà vẫn trở lại đỉnh cao. Chỉ vì với tư cách là người của công chúng, bạn có nghĩa vụ phải chịu sự đánh giá từ xã hội chứ không phải bị bạo lực trên mạng xã hội. Với chuyến đi Singapore của Tiêu Chiến, một số cư dân mạng thắc mắc rằng tại sao hãng phim của Tiêu Chiến luôn đi theo anh ấy và chụp ảnh từ phía sau. Đây không phải là chụp ảnh lưng của Tiêu Chiến hay sao? Sau khi xem cuộc gặp gỡ hàng ngày mới nhất của hãng phim Tiêu Chiến, mọi người nhận ra rằng trọng tâm chiếm được cả thế giới trong mắt Tiêu Chiến, tức là những người hâm mộ đã đến xem anh ấy. Ngoài ra, Tiêu Chiến còn được vô số người chụp ảnh, cả thế giới đang theo dõi anh ấy. Góc nhìn tương phản với khán giả mới là quý giá nhất. Có một câu nói rằng, ai ở trong tim bạn sẽ ở trong mắt của bạn. Người hâm mộ ước chỉ có Tiêu Chiến ở trong máy quay, còn Tiêu Chiến là người duy nhất ở trong máy quay nhìn về phía người hâm mộ. Khoảnh khắc này thực sự đã khiến cho nhiều người rơi nước mắt.